Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì khai mạc hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, diễn đàn quan trọng để bà con bày tỏ tâm tư và hiến kế hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 8, Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban. Mở đầu phiên họp, các thành viên của tiểu ban đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên trưởng tiểu ban. Tại phiên họp, tiểu ban đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, dự thảo tờ trình Bộ Chính trị tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị sau khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và rất cụ thể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên trưởng tiểu ban tại phiên họp thứ nhất, đặc biệt phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân, lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn đảng, toàn dân tộc. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của đảng, đòi hỏi phải thật sự tiêu biểu về trí tuệ, vững vàng, có đủ bản lĩnh chính trị phẩm chất, có uy tín, năng lực lãnh đạo để giải quyết những nhiệm vụ công việc ở tầm chiến lược và xử lý những tình huống phức tạp nảy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Đây không chỉ đơn thuần là công việc tổ chức một đại hội của đảng, mà là nhiệm vụ công việc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt hệ trọng gắn với vận mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức đảng và phải đặt lợi ích của đảng, của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết và trước hết. Tại buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng chiều 21 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương và ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính đã được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công bổ nhiệm giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương và Ban Dân vận Trung ương là các cơ quan tham mưu giúp việc quan trọng của Đảng. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự trưởng ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang sẽ cùng tập thể lãnh đạo ban thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp quan trọng về kinh tế xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp mới nảy sinh, mang tầm chiến lược về kinh tế xã hội, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 và đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu như hiện nay. Đối với Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy kinh nghiệm công tác đảng dày dặn của mình, thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương ủng hộ giúp đỡ hai đồng chí trưởng ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng và trọng trách được Bộ Chính trị giao. Ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất,
Công điện nêu, vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, trong đó có quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất. Một số địa phương đã tổ chức đấu giá, góp phần bổ sung nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, một số trường hợp giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có trường hợp cao bất thường, có thể tác động đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh và thị trường nhà ở, bất động sản. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, lành mạnh hóa thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, phối hợp với các cơ quan nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, nhất là các hành vi cấu kết, thao túng thị trường, thổi giá để tạo ra thị trường không lành mạnh, không đúng thực tế. Thủ tướng giao các bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và đề xuất phương án xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá, gây nhiễu loạn thị trường, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 8, đồng thời nghiên cứu, đánh giá cụ thể tác động của việc đấu giá vừa qua đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường nhà ở, bất động sản, nhất là các trường hợp có kết quả cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm, chủ động điều tiết, xử lý hiệu quả theo thẩm quyền hoặc đề xuất các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực nếu có. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện công điện này. Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 kéo dài trong một ngày rưỡi, qua đó đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát, thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong triển khai các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các vấn đề lĩnh vực được chất vấn đều là những nội dung được cử tri, nhân dân quan tâm, đề nghị các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành đưa ra được giải pháp, thời hạn thực hiện cụ thể, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng các Bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Một số vấn đề bất cập nảy sinh trong lĩnh vực quản lý ngành trong thực thi các nghị quyết của Quốc hội đã được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều đại biểu đề nghị sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và sắp xếp di dời người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm. Theo nghị quyết 853 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nêu giải pháp xử lý tình trạng sụt lún vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy xin Bộ trưởng cho biết trong cái thời gian qua thì Bộ trưởng đã đề xuất triển khai các giải pháp gì? Thủ tướng có giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường và một số bộ ngành khác để xây dựng một cái đề án đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún. Chúng tôi cũng phải hoàn thành để trình với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 tới. Và chúng tôi cũng đang tổng hợp những nhu cầu và giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt mà chúng ta tạm gọi là những công trình mà đầu tư không hối tiếc. Vậy chúng tôi cũng đang tập hợp để mà trình với Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sắp xếp di rời bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Xin Bộ trưởng cho biết việc triển khai công tác này đã thực hiện đến đâu? Trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã giải quyết được gần 27.000 hộ ở những vùng sung yếu. Tuy nhiên, cái nhu cầu thì nó còn rất là lớn. Do đó thì chúng tôi sẽ cùng tiếp tục cùng làm việc với các địa phương để tổng hợp những nhu cầu để cho tài khóa của nhiệm kỳ tới. Chúng ta có một cái gói tương đối có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu này. Chúng ta cũng có bố trí nhiều cái mô hình tái định cư cho bà con, nhưng mà bà con cuối cùng bà con vô rồi bà con không ở được hoặc là ở rất là ít. Lý do là chúng ta làm những cái mô hình quy hoạch đó,
nó không đủ, không đảm bảo được cái điều kiện sinh kế cho bà con. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các địa phương để làm sao mà chúng ta vừa có cái nguồn lực mà chúng ta vẫn có một cái tư duy mới về tái định cư cho bà con. Các đại biểu đánh giá, thời gian gần đây, tình hình cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng đã có nhiều tiến bộ, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục xem xét lại việc tính giá điện hiện nay. Việc tính giá bậc thang như hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu của người dân, nhất là bậc 1 là chỉ có 50 kW cho sinh hoạt. Người dân tiêu thụ điện, trả tiền điện cho VN mà lại bị thêm mức thuế 10% VAT là thấy chưa hợp lý. Xin Bộ trưởng lý giải cho việc này. Theo quyết định 28 năm 2014, thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân gồm có 6 bậc. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Công Thương đã chủ trì sửa đổi bổ sung cái nghị định này. Theo đó thì trong cái dự thảo trình Chính phủ sáng ngày hôm nay ấy, thì là giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Và cái bậc đầu tiên là nâng từ 0 đến 50 kWh mà đến 0 đến 100 kWh. Như vậy là cái kiến nghị của đại biểu Phạm Văn Hòa là đã được tiếp thu và đã được trình lên Chính phủ. Các đại biểu đồng thời thể hiện sự quan tâm, chất vấn Bộ trưởng về giải pháp kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản. Xin Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã có những chính sách và biện pháp cụ thể nào để cân bằng giữa sự phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hóa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn là thế này, chúng ta tập trung để khai thác, để phát huy được cái giá trị văn hóa bản địa, cái giá trị văn hóa truyền thống, và từ đó chúng ta sẽ thu hút khách du lịch. Và ở đây chúng ta kết hợp hài hòa, chứ không phải hiểu đơn giản là khai thác tối ưu cái lợi thế văn hóa để biến cái tài nguyên văn hóa thành cái tài nguyên du lịch. Và vừa rồi thì cách làm này thì đã thành công, và đó cũng là một trong những cái dòng sản phẩm chính mà trong cái chiến lược du lịch chúng ta đã vạch ra. Kết luận phần chất vấn đối với lĩnh vực công thương, văn hóa, thể thao và du lịch và nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các bộ trưởng, trưởng ngành đã chuẩn bị tốt nội dung, tập trung trả lời vào các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ về các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều 21 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đối với các nhóm lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án và kiểm sát. Dành sự quan tâm liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về tiến độ triển khai cũng như chính sách dành cho cán bộ dôi dư còn lại. Còn 21 trên 30 cấp huyện, còn 508 trên 1.253 cấp xã không thực hiện sắp xếp như đã đăng ký. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân nào mà các cái địa phương không thực hiện? Đấy là những đơn vị là hội tụ một trong bốn yếu tố là đặc thù không phải sắp xếp. Theo đúng cái tinh thần nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì gồm có một đó là có vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối với đơn vị hành chính khác. Thứ hai là có địa giới hành chính đã hình thành ổn định từ 1945 đến nay và chưa có sự thay đổi. Cái thứ ba đó là đơn vị mà vị trí quốc phòng an ninh trọng yếu, có truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng. Và thứ tư đó là đơn vị hành chính nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ là đơn vị hành chính đô thị cho cái giai đoạn 2030. Đề nghị Viện trưởng cho biết các giải pháp đã được triển khai và những chuyển biến trong tỷ lệ yêu cầu trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung sau khi thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một cái biện pháp tố tụng mà được phép sử dụng để chúng ta chống quan sai, chống lọt tội phạm. Nhưng vấn đề là chúng ta phải sử dụng đúng cái biện pháp này. Chứ chúng ta không coi cái chuyện mà trả điều tra hồ sơ bổ sung là một cái gì đó với cái cảm nhận ngay từ đầu nó là không đúng, là không phải. Bởi vì nếu trong quá trình điều tra, kết thúc điều tra hoặc kể cả truy tố và chuyển qua xét xử, nhưng mà cơ quan tòa án hoặc kiểm sát mà phát hiện hoặc nó phát sinh những cái tình tiết mới mà thấy có thể tầm thay đổi bản chất tội phạm, thì vẫn phải trả lại đi điều tra để không để quan sai hoặc không để lọt tội phạm. Thời gian qua có tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật hay không? Tôi không đủ cơ sở để khẳng định. Tuy nhiên qua các vụ án về tham nhũng kinh tế thì tôi thấy rằng là có cái biểu hiện đó. Vừa rồi thì Bộ Chính trị ban hành cái quy định 178
trong số các cái quy định mà Bộ Chính trị ban hành thì tôi cho rằng cái quy định 178 để kiểm soát quyền lực trong cái lĩnh vực xây dựng pháp luật là có lẽ là khó hơn cả. Một số đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về giải pháp nâng cao hơn ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của người dân. Chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. Chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp dân. Một số cơ sở còn vi phạm trong chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, ý thức và trách nhiệm của một số người dân còn chủ quan. Theo Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới? Thứ nhất là phối hợp với các ngành chức năng tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Thứ hai, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các phương tiện nghe nhìn khác dành thời lượng ở khung giờ có nhiều người theo dõi để tuyên truyền, khuyến cáo về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ. Thứ ba, dự thảo luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 8, hoàn thiện cái hành lang pháp lý khắc phục những cái sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục triển khai các cái giải pháp, nhất là các cái giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các cái loại án trong cái thời gian qua thì đã triển khai những cái giải pháp đột phá nào? Thì tòa án đã triển khai 17 cái nhóm giải pháp, công khai các bản án trên cổng thông tin điện tử để nhân dân giám sát. Cho đến nay thì chúng tôi đã công bố được 1,5 triệu các cái bản án. Và đánh giá của nhân dân về các bản án đã được công khai trên mạng là rất tích cực. Cái giải pháp của Tổng Thanh tra Chính phủ để đảm bảo theo yêu cầu về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gắn với lại cái công việc mà thống nhất về cái hệ thống áp dụng về công nghệ thông tin. Thì Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và đang triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến. Thanh tra Chính phủ sẽ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo vào một nhánh của đề án 06 để kết nối liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội vừa ra thông cáo, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Australia bà Sue Lines sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024. Chiều 21 tháng 8, tiếp ông Manuel Angoto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách đối ngoại, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, MPLA cầm quyền. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi ý kiến, đánh giá về tình hình quốc tế, quan hệ song phương và định hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước. Cho rằng Việt Nam và Angola có nhiều dư địa để phát triển hợp tác, đồng chí Lương Cường đề nghị hai đảng lãnh đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuận hai nước đã ký, góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng giữa hai nước, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục. Trước đó vào sáng 21 tháng 8, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội đàm với đoàn Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola cầm quyền. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tập trung lãnh đạo, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, khuyến khích hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, các cơ chế đa phương. Nhân dịp này, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng giai đoạn 2024-2029. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, diễn đàn quan trọng để bà con phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Rà soát tạo điều kiện thuận lợi cho những hoàn cảnh đặc biệt, tiếp cận hoạt động chi trả an sinh xã hội trên môi trường số, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Với gần 6 triệu người, người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Để tiếp tục phát huy và khơi thông nguồn lực quý báu này, luôn cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới,
cùng các cơ quan ban ngành và người dân trong nước, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tới đây, quy tụ hàng trăm người Việt Nam ở nước ngoài, chính là diễn đàn quan trọng để bà con bày tỏ tâm tư, tình cảm và hiến kế cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Với quan điểm nhất quán, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Nghị quyết 36, chỉ thị 45, kết luận số 12 của Bộ Chính trị và nhiều văn bản khác về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành đã mang lại hiệu quả mạnh mẽ, toàn diện, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài trở về, góp sức xây dựng và phát triển đất nước. Khi mà có nghị quyết 36, có những cái chính sách rất là thông thoáng để kêu gọi người Việt Nam nước ngoài về đầu tư, thì do đó mà nó thuận lợi hơn nhiều. Sẽ nhiều người Việt Nam về Việt Nam đầu tư thôi. Hiện có khoảng 600.000 chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã giúp chuyển giao kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về nước. Lượng kiều hối về Việt Nam 30 năm qua đạt 230 tỷ đô la Mỹ. Đến cuối năm 2023, có 421 dự án đầu tư trực tiếp của kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Chính trị ở Việt Nam rất là ổn định. Và một cái điều rất quan trọng là với cái thị trường là 100 triệu dân, khi mà cái hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, tôi thì đánh giá rằng đầu tư Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, khẳng định vị thế, đã góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ cội nguồn dân tộc. Chúng tôi rất tự hào Việt Nam là một trong nền kinh tế phát triển nhanh. Người dân Việt Nam trong nước và cộng đồng kiều bào luôn đoàn kết, xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển. Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới đã được tổ chức 3 lần vào các năm 2009, 2012, 2016, là diễn đàn chuyên sâu về những vấn đề chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Năm nay, hội nghị có chủ đề Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Chúng tôi mong muốn là kiều bào có thật nhiều ý kiến để đóng góp cho các cơ quan trong nước trong việc xây dựng, hoạch định các cái chính sách liên quan đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, và đặc biệt là làm thế nào để thu hút được những cái ý kiến đóng góp cho cái việc mà hiện thực hóa các cái mục tiêu phát triển từ nay đến năm 2030 đến năm 2045. Được ví như hội nghị riêng hồng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hội nghị lần này cũng là cơ hội để bà con tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới. Chiều và đêm 20 tháng 8, vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nhiều nơi mưa trên 100mm gây sạt lở đường quốc lộ, một người đã thiệt mạng do lũ cuốn. Vào đêm qua, tại thôn An Khang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận một người bị lũ ống cuốn trôi cả người và xe khi đi qua cầu tràn. Đến sáng nay đã tìm thấy thi thể. Điểm sạt lở đứt gãy mặt đường do mưa lớn trên tuyến quốc lộ 18B, đoạn dốc Tài Phật, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này vẫn chưa được thông tuyến. Công tác khắc phục sự cố sạt lở đang được gấp rút thực hiện để đưa tuyến đường lưu thông trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, chiều nay trên tuyến quốc lộ 4H qua huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vẫn tạm dừng khắc phục do đất đá tiếp tục sạt xuống gây mất an toàn lao động. 10 nhà dân ở tỉnh Điện Biên cũng bị đất đá sạt vào nhà trong đêm qua sáng nay. Các hộ dân trong khu vực đang bị sạt lở đất đồi ta luy dương phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Dự báo trong đêm nay đến sáng thứ Sáu 23 tháng 8, khu vực này cũng như khắp khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ sạt lở rất cao. Trong ngày hôm nay, tại huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum lại xảy ra thêm 4 trận động đất với độ lớn từ 3 đến 4. Độ sâu chấn tiêu là 8,1 km. Đây đều là các trận động đất kích thích do các hồ thủy điện tích nước không gây thiệt hại. Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. Các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng chương trình kế hoạch đưa nội dung giảng dạy 5 nội dung kỹ năng số cơ bản bao gồm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến,
tự bảo vệ mình trên không gian mạng và sử dụng nền tảng số khác vào tiết học ngoại khóa cho học sinh để tăng cường hiểu biết, hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng. Phấn đấu trong năm nay, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người thành thạo 5 kỹ năng số cơ bản, đồng thời phát động và triển khai chiến dịch ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số trong 10 ngày đầu tháng 10 tới đây. Tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc là những lợi ích hết sức thiết thực từ việc số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp đặc biệt, khó khăn, không thể đủ điều kiện thực hiện việc mở tài khoản an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo, không bỏ ai lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, lực lượng công an cùng phối hợp với ngành lao động, thương binh xã hội, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể rà soát tạo điều kiện thuận lợi cho những hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận với an sinh xã hội trong quá trình chuyển đổi số, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Hà Nam. Ông Đặng Văn Sáng được nhận tiền trợ cấp xã hội theo diện bệnh binh. Còn vợ ông thì thuộc đối tượng già yếu. Hai vợ chồng ông được các cán bộ công an phường và ngân hàng tạo điều kiện làm căn cước công dân và mở tài khoản ngân hàng ngay tại nhà, thông qua người giám hộ. Trước kia thì là mình phải đi lấy tiền mặt, có cái giấy ủy quyền, chờ trực, nó mất nhiều thời gian lắm. Bây giờ có cái thẻ rồi thì nó chuyển sang ngân hàng rồi thì mình tiện, thuận tiện hơn rất là nhiều. Lấy lúc nào cũng được. Đối với những đối tượng mà không đủ khả năng mở tài khoản theo quy định của ngân hàng, thì chúng tôi vẫn tiến hành chi trả bằng tiền mặt, đó là bưu điện của thành phố đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thế còn đối với đối tượng người có công thì thực hiện việc chi trả qua Ủy ban nhân dân các phường xã. Thôn 9, xã Hỏa Hậu, huyện Lý Nhân có nhà bà Trần Thị Trung là gia đình khó khăn nhất. Bà bị tai biến, đi lại khó khăn. Chị Trung không thể là lên ngân hàng được. Chúng tôi đề nghị với địa phương tạo điều kiện làm cái bảo trợ cho chị là người khuyết tật. Còn chị của bà, Trần Thị Phú, bị tâm thần, vừa mất cách đây một tháng. Khi còn sống, bà Phú đã được công an xã giúp đỡ làm căn cước công dân để từ đó nhận được khoản tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Đối với những trường hợp mà không thể lấy được công tác chụp ảnh như là bị thần kinh hoặc là lang thang, không có chỗ ở cố định, chúng tôi sẽ cố gắng chụp được một cái ảnh của tất cả các đối tượng đấy về chỉnh sửa lại cái ảnh làm sao để cho nó đúng với cái khuôn mặt, đúng với các cái đặc điểm và sau đó sẽ tiến hành làm căn cước cho tất cả các số công dân trên. Từ căn cước đấy thì chúng ta sẽ tiến hành làm được các cái chế độ mà chi trả bảo hiểm an sinh xã hội là nó đúng đủ và hợp lý. Tất cả các cái trường hợp như vậy thì về cơ bản đến nay chúng tôi cũng đã cấp được căn cước công dân. Thế nên là nó cũng là một cái là thuận lợi để thực hiện cái việc chi trả cho các cái đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với các cái đối tượng đặc thù chúng tôi cũng rà soát từng trường hợp một để đảm bảo cho cái thiết thực và cái thuận tiện nhất cho người dân. Những nỗ lực của lực lượng công an, ngành lao động thương binh xã hội, chính quyền địa phương các cấp cùng các cơ quan đoàn thể một lần nữa hiện thực hóa quan điểm của Đảng ta trong nghị quyết số 42 hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.